Đang chút nữa nha cô, bà kiếm chỗ ngay cho con mình trú mưa. Dạ xin lỗi chú, xin lỗi anh. Dạ anh có giấy viết không? Cho em mượn cái. Ai mà đem giấy viết vô đây làm chi ông? Anh cần á thì lên phòng y tá trên kia kìa hỏi thử coi. Phòng y tá hả? Giờ này mày đi phá giấc ngủ bà mới bả mắng chửi chứ ở đó mà cho mượn. Dạ cậu thanh niên này chắc mới vô bệnh viện lần đầu á. Ê, hai ông, sao hôm nay xe than về trễ quá vậy? Ông không thấy đêm qua trời mưa dữ dội hay sao? Tài xế nào mà dám chạy nhanh chứ? Nghe biểu có hai xe than về tao cũng mừng. Mẹ bà uống trà từ sáng tới giờ chờ tao có thấy xe nào đâu. Mấy anh ơi! Ê, cứ tưởng hôm nay thất nghiệp rồi chứ. Xe vẫn chưa về hả mấy anh? Chị chờ chút đi, chắc xe đang về á. Chị yên tâm, hôm nay mình có hai xe tới lận. Hôm nay tôi khỏi nhiều phần cho chị nha. Dạ, ngồi đi cô. Ngồi đi chị. Dạ cảm ơn mấy anh. Hôm nay mà có tới hai chiếc xe than về thì mừng quá mấy anh. Chẳng qua là tôi đang ráng làm dành dùm ít tiền để về Bắc sống á. Ủa chị ra ngoài đó làm gì? Chị sống trong này lâu rồi sao ở trong này luôn? Con người ai chẳng có quê cha đất tổ. Tôi cũng chỉ muốn kiếm ít tiền rồi về ngoài Bắc mà sống thôi mấy anh à. Trời ơi, nhìn chị đố ai mà nói chị là dân miền Bắc. Thích nói giọng Nam thì cũng được, mà thích nói giọng Bắc thì cũng y gốc luôn. Ê, xe về rồi. Đợi từ sáng giờ xe về rồi đó. Ủa anh Tư, sao nay xe về có một chiếc vậy? Trời ơi, công an nó đậu ngoài đường quá trời kìa. Mau khiêng đồ xuống lẹ đi. Dạ. Trời ơi, ông ơi. Cái gì? Đừng có nói là chết trên xe tôi nha cha. Sao mà trèo lên xe được vậy ta? Hả mày? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Còn sống à. Xuống giùm đi cho nội. Trời ơi, con nhỏ này nó sốt cao quá. Mình mẹ nó tím tái hết trơn rồi. Không khéo thì nó chết mất. Mọi người ơi, mau mau đưa nó về nhà tôi đi. Dạ dạ. Đi đi, mẹ lẹ lên. Làm lẹ lẹ giùm tôi đi. Dạ dạ. Hết nước. Thank you.
Cô ơi. Nước. Nước. Nước hả? Nước. Nước. Cô không cần phải ngồi dậy. Cô cần gì á, để tôi làm cho. Cô tỉnh rồi, may quá. Vậy anh là ai vậy? Bệnh viện. Tại sao tôi lại ở đây? Cô nằm im, đừng có sợ. Tôi chính là người đã gây ra tai nạn cho cô hồi hôm. Vì vậy tôi đưa cô vô bệnh viện. Cô yên tâm, bác sĩ đã kiểm tra và cho biết rằng cô không bị sao đâu. Nhưng mà cơ thể cô yếu lắm, cần phải ở lại đây để theo dõi. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh. Cô đừng nói vậy. Tôi là người gây tai nạn cho cô. Cô không trách thì thôi. Cảm ơn thì sao tôi dám nhận? Không đâu. Tại lúc đó tôi qua đường hơi vội mà. Cô đừng nói vậy. Cô không sao là tôi mừng lắm rồi. Lúc cô nằm mê man tôi sợ lắm. Anh ơi, chắc tôi không sao đâu, anh đi về đi. Không được, tuy là cô đã tỉnh nhưng còn yếu lắm. Tôi về rồi, lỡ ở đây cô cần cái gì thì biết làm sao. Không có sao đâu mà, tôi tự lo liệu được, anh đi về đi. Chưa được đâu, tôi không có an tâm chút nào. Bây giờ cô cứ ngủ một giấc cho khỏe, để bệnh viện họ theo dõi con sao. Nhưng mà